Màn đối đầu giữa Myanmar với Nepal diễn ra vào lúc 17h30 phút thứ Sáu ngày 8 tháng 9 trong khuôn khổ giao hữu quốc tế. Myanmar những năm trở lại đây không có chỗ đứng trong khu vực cũng như châu lục. Họ không có được những giải đấu chất lượng như khoảng hơn chục năm về trước. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội bóng cực Tây của Đông Nam Á cũng chỉ có vị trí thứ 160. Đó là vị trí không thực sự tương xứng với đội bóng có tiềm năng như Myanmar. Bên phía đối diện, Nepal là đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều. Đội bóng láng giềng với Myanmar có thứ hạng 175 trên bảng xếp hạng FIFA và cũng là đội bóng rất yếu. Nepal thua cả hai trận giao hữu trước đây với Myanmar, một trận giao hữu và một trận vòng loại Asian Cup. Cả hai trận đấu đều kết thúc với phần thắng 3-0 thuộc về Myanmar. Tổng kết, trận đấu giữa Myanmar với đoàn quân của huấn luyện viên Adulla Mutari hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút căng thẳng và hấp dẫn ngay từ tiếng còi khai cuộc. Dự đoán kết quả sẽ là 2-0.